Dạ thôi con gửi cô ha. Dạ. Dạ. Chương trình con à. Cảm ơn thầy. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ. Con không có nhiều. Ê mì nữa. Cảm ơn mì nữa. Dạ dạ. Rồi mai mốt có danh sách thì con mới cho nhiều được. Bây giờ là chỉ dạ. Có vài phần thôi. Trước mắt thì chỉ có nhiều thôi. Nhiều sẽ lên danh sách sẽ phát nhiều hơn. Hai xin chào cô bác anh chị nha. Thì hôm nay mình với bạn Trường cùng với anh Kha đây. Chút xíu nữa sẽ đi phát những cái phần quà này cho những hộ bán vé số gặp khó khăn trong cái thời gian mà chống dịch này. Thì tạm thời trước mắt thì mình chỉ có phát được có mấy phần này thôi. Thì trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có một chương trình lớn là mình sẽ phát số lượng nhiều hơn. Thì bây giờ mấy anh em tụi mình cái này đang chuẩn bị để mà đi phát này. Đi ba xe là đủ rồi. Ê bây giờ chuẩn bị đi nha, mấy anh em chia nhau ra chở. Này bịt lẻ. Bây giờ mình đi qua khu dân cư trước. Và bây giờ mình cùng với anh Kha và bạn Trường sẽ đi đến từng hộ gia đình phát tận tay cho họ luôn. Mỗi một phần quà như vậy gồm có một cái bao gạo này, một cái thùng mì và một bịch nước tương, nước mắm và muối với bột ngọt. Kế bên quán nước. Cái nhà này tới nhà ông à. Đó, nhà giữa đó. Lưới nè. Cái đu đủ nè, thấy không? À dạ rồi rồi, cảm ơn anh. Đi, vô. À, chào chú ha. Ở đây là trường hợp của chú này đi bán vé số nhưng mà hiện tại thì ở nhà chỉ có một mình thôi. À. Ủa mấy này chú không có ai ở với chú không? Có mình nè. Dạ thôi tụi con có một ít tấm lòng ha của nhà hảo tâm để mà gửi cho mình trong cái thời gian mà chú ở nhà ha. Dạ. Con để đại đi. Thì như là những hoàn cảnh là bán vé số thì lúc nào cũng gặp khó khăn. Ê, vậy là có một bệnh rồi. Có một bệnh rồi. Dạ đủ rồi đó. Mạnh Thường Quân gửi cho chú. Dạ. Dạ để mình xây sở trong lúc mà tạm ngưng bán vé số á. Dạ. Dạ. À, thôi con đi nha chú. Dạ dạ. Chú khỏe chú con đây. Dạ. Con nhiều hết nha. Dạ. Ủa, bà ngoại hay gì? Cháu ngoại. Cháu ngoại rồi. Bà ngoại không có nhà hả con? Dạ không. Ờ thì thôi, mấy chú ở đây có tấm lòng gửi cho bà ngoại ha. Chú ngoại, con về con nói với ngoại á. Dạ. Nói với ngoại, chú Kha với chú Tâm là ngoại. Chú để đại đây đây ha. Dạ, gạo với mì với nước tương, nước mắm rồi ha. À. Rồi thôi, mấy chú đi nha. Ôi, quên nữa, một phần này rất là ngặt nghèo nữa con. Ờ, ờ, đi. Đây, đây. Cái hoàn cảnh mà cần buồn, đây tẩu nó quên. Hồ này hồ nào anh ra? Hồ này Bình Phú nè. Lên nè, nó lên Facebook rồi, lên nè. Biết là sao dạ. Hỏi cô làm công việc gì á? Đi bán số. Ờ, dạ. Tôi quen Tâm Kha nè. Yeah. Cái kia cho tôi nhà bản đó.
cái này tụi con cho chỉ phát tâm đấy rồi, chứ rồi. Không thể cho hết được. Rồi, dạ. Có nghĩa là nó đã có phần sẵn đó rồi. Dạ. Thì trong đây thì thôi bà này vừa khỏi thì bà này đài truyền hình mới giúp. Dạ. Rồi, con thấy chưa? Đây. Rồi cho cái cô này mì. Tùng mì đó. Dạ. Cái này là nghĩa là cũng không có bao nhiêu phần quà, tại vì bây giờ là chỉ có vài phần chia cho những người bán vé số đặc biệt khó khăn. Còn con mì nữa con. Sẽ lên danh sách sẽ phát nhiều hơn. Rồi cảm ơn Út Ca nha. Rồi. Mì, mì dưới bịch kia nữa con. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, có trường hợp cô này. Này thì bây giờ mình bả có gạo ăn, bả còn mấy chục ký. Dạ. Còn mình đồng qua còn dư không? Hử? Nãy giờ là ba phần với đó bên Kiều với Kinh gì á. Là còn phần, dương phần đúng không? À. Cho con này đi. Bà này khổ rồi. À. Rồi, chị cho con này ha. Dạ, thôi con gửi cô ha. Dạ. Cảm ơn chị Tâm, con dạ, dạ, dạ. Được con, không có nhiều. Ê, mì nữa. Cảm ơn con, mì nữa. Dạ, dạ. Rồi mai mốt có danh sách thì con mới cho nhiều được. Bây giờ là chỉ dạ. Có vài phần thôi. Trước mắt thì chỉ có nhiều thôi. Nhiều sẽ lên danh sách sẽ phát nhiều hơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Dạ. Ê, cô hỏi bút khai cái thầy bút luôn. Có thương trong này nữa con ơi, tao kêu mày không muốn con mà đây. Dạ. Còn cô này mới lên đài truyền hình. Dạ. Cái này hôm bữa anh nhờ đài truyền hình. Dạ, dạ, đúng rồi. Bây giờ bà có gạo, bà gạo bà nhiều, gạo rồi, nhiều. Rồi, rồi, vậy vậy cũng đỡ rồi, vậy cũng mừng rồi. Ở đây không có tiền chứ cho gạo mà gạo chứ còn thì để đợt sau. Dạ, dạ, dạ. Không? Dạ, còn. Đợt sau thì con cho nhiều hả? Dạ, dạ. Bây giờ là phát cho quà là không có tiền chỉ gạo thôi mà đi, bây giờ gạo được mấy chục ký rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn, cảm ca. Rồi. Rồi, đi thẳng xuống Kinh Dì á. À. Được rồi, chạy xuống Kinh Dì phải không? Ừ. Mấy anh em tụi mình nãy giờ cũng phát được 4 phần thì còn lại 2 phần sẽ đi xuống Kinh Nhì và xã đốc Binh Kiều, còn 2 hộ nữa. Do là cái lần này là cái số quà cũng tương đối ít nên mình chỉ là phát cho được vài hộ thôi. Rồi lần sau khi mà mình chuẩn bị cũng như có danh sách đó, thì mình sẽ phát nhiều hơn cho những hộ nghèo và hộ mà sống bằng bán vé số á, để giúp cho họ vượt qua cái khó khăn này. Thì hiện tại bây giờ cũng trưa rồi, nhưng mà anh em mình cố gắng là sẽ đi đến phát cho 2 hộ nữa, còn 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ngay tại đường Kinh Dì và cái chỗ dưới xã Đốc Binh Kiều. Cô này tên gì? Bà không nói gì hết. Nhưng mà bà nói là ở gần cầu Kinh Dì, bà ở gần nhà em anh. Gần cầu Kinh Dì. Đi phát cái này mà không biết nhà cũng khổ đây. Bây giờ phải đi hỏi thăm đường. Vậy khát nước không? Hay là uống nước cái đi. Ừ, uống nước có đi tiếp không được. Nước quá rồi. Bây giờ ngồi nghỉ uống nước xíu đi rồi đi tiếp. Tìm mấy người không biết nhà tìm khó khăn quá. Khổ thiệt, có mấy phần rồi. Biết sao mình không có hẹn trước á. Đúng rồi. Không hẹn trước nhiều người không biết nhà. Phát không có nhiều nhưng mà đi tìm hơi lâu. Cô có nước rửa mặt không cô? Có nước rửa mặt. Dạ. Bạn kia đó có ca có sức gì đáng luôn. Tối đại cho chiếc căn đi. Uống nước đi, lát đi tiếp. Chào đây, ơi. Ở nhà mình đây. Phát có 6 phần quà, cứ như là 60 phần. Chạy vòng. Nếu mà 60 phần là sáng giờ xong hết rồi. Ừ. Thôi là nó chỉ có 6 phần thôi. 60 phần quà phát tại chỗ nửa tiếng đồng hồ. Phát tại chỗ nhanh lắm. Hai từ cái ổ khóa trang trí qua mà. Vậy đi, này đi. Hay đi đường bên kia. Bên kia cũng vậy hả? Ờ, đi bên, hả? Đi ghé, tính ghé nhà em anh hay vậy? Không có ghé. Mà đi bên kia cào là mình khỏi chạy lên cái cầu. À. Trong đất. Đây là nhà tình nghĩa hả con? Dạ. Nhà nước cất. Nhà nước cất. Cô đó sống với ai vậy con? Không. Hai mẹ con ở
con bán số. À, hai mẹ con đi bán vé số, giờ không biết cô có nhà không nè. Ai kiếp bà là bà Sáu không? À. Con nhớ con không? Dạ. Bữa con quay cô. Thì cô đó với hoàn cảnh cô bán vé số mà nghỉ bán đó. Thì gia đình cũng khó khăn thì bên tụi con phát phần gạo. Cô để cô ăn trong lúc mà những lúc mà cô nghỉ bán vé số. Dạ, những phần quà thì đây em Tâm gửi cô. Dạ, cô gửi cho cô ha. Dạ, cảm ơn. À, mấy ngày nay bán hay cô ở nhà không hả? Ở nhà. Dạ. Rồi mấy chú này ở đâu? Dạ, ở Miên. Với thùng mì. Dạ. Nhiều quá, những số còn nhà này nhà nước cấp chứ bả đâu có nhà. Dạ. Nhà này là nhà tình thương ha. Ừ. Nhà tình nghĩa. Nhà tình nghĩa, dạ. Ừ. Đó đi để chịu bụng đậu với hồi xưa. Dạ, dạ, dạ. Ổng giờ này là... Dạ, hay, có ai khiêm phụ bà không? Ra bê dạ, lấy một con lửa. Rồi, có ai vô khiêm phụ gì chưa? Nào, ra lấy con. Nào, này là nước mắm. Dạ, dạ. Bên cái đoạn kia cho bà biết, bà cảm ơn cưng. Không, không, không cũng nhà Hối Tâm gửi thôi. Dạ. Thì biết cô đây bán vé số ở ngoài chợ. Dạ. Đúng rồi. Chứ không phải là tiền dạ. Là tụi, tiền của tụi con. Dạ. Có lòng vậy cũng tốt. Dạ dạ dạ. Dạ thôi cô bưng vô đi con, để hơi nặng. Dạ dạ. Cảm ơn bà. Dạ dạ dạ. Rồi thôi con đi. Dạ. Dạ. Đi đâu? Đi xuống nhà trường còn hoàn cảnh của chị kia nữa. Đây là chị Thấm, thì cách đây mấy tháng thì mình cũng ghé chị, thì chị trước thì chị chồng chị mất nên chị nuôi con có một mình nè. Hôm nay chị về ở đây hả chị? Dạ. Dạ. Dạ, cái này là của nhà Hữu Tâm, cái với chị ha. Dạ. Dạ, với thùng mì nữa. Ủa, bé đâu chị? Mới đây. Dạ hả? Ủa, nhà chị là nhà nào chị? Đây là ai ké. Lúc trước chị ở nhà kia ở ngoài ruộng kìa. Dạ. Heo hắt lắm. Dạ. Đây là nhà chị hả? Dạ. Đây thùng mì. Hôm nay nghỉ bán vé số ở nhà chị làm gì chị? Ở nhà cũng bận bạch ở nhà chứ không phải làm gì hết. Dạ. Phụ mấy đứa em chỗ ớt chỗ ăn. Dạ dạ dạ. Ngấy ha. Dạ. Dạ cái tình trạng bệnh của chị nay đỡ chưa chị? Cũng còn chút thuốc rồi. Dạ. Dạ thôi chị cố gắng lên nha chị. Dạ, cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này. Dạ. Dạ thì sau này nếu như mà có những cái phần quà hỗ trợ nhiều thì em xuống đây nữa. Dạ. Dạ. Chị cảm ơn. Chị luôn may mắn trong công việc ha. Dạ. Dạ. Dạ thôi tụi em đi nha chị. Dạ. Dạ. Rồi mừng quá, cuối cùng cũng phát hết mấy cái phần quà đó. Thì cuối cùng thì chỉ có phát được có 6 phần quà thôi. Nhưng mà nãy giờ mấy anh em mình phải chạy vòng hết mấy tiếng đồng hồ cái địa bàn ở huyện Tháp 10 nè. Tại do là cho một số hộ mình không biết nhà nè. Cái thứ hai là có những hộ không có nhà nữa. Nên mình chạy mất rất là nhiều thời gian. Thì mình xin cảm ơn tấm lòng của chị Ngọc Anh. Chị ở quận 8 nhưng mà quê chị ở Phú Điền. Đã tài trợ cho mấy anh em mình có những cái phần quà đó gửi đến những cái hộ nghèo, hộ bán vé số trong vượt qua cái khó khăn trong cái khoảng thời gian này. Thì ít ngày tới thì mình cũng có một cái chương trình là sẽ phát cũng như là gạo, cũng như là mì, cũng như là những cái phần quà hỗ trợ cho những cái hộ khó khăn, những cái hộ bán vé số nữa. Thì mong cả nhà đón xem ở các video tiếp theo nha. Và bây giờ thì mấy anh em mình cũng nên kết thúc cái hành trình tại đây. Và xin cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Xin chào. Chào mọi người.